Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Mình Sẽ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu hoa rạch giá nha cô chú anh chị. Hoa này có tên rạch giá là tại vì cái người lai tạo này quê ở rạch giá. Cây này chùm nụ rất là nhiều mà mưa tơi tả hết rồi, còn có một bông duy nhất à.